một mẫu váy rất là xinh đây. Mẫu váy này thì phải nói là rất là dễ mặc cho những quý cô rồi đây. Những mẫu váy dành cho quý cô trong bộ sưu tập mới của Mega Fashion đây mọi người ơi. Thật sự luôn là Phương biết là mọi người rất là thích mặc cái chất liệu này, nên là đợt này thì Mega Fashion về khá là nhiều nên là Phương hứng thú để review lắm. Chất liệu của nó là chất liệu Yumi Cotton. Đây, có giãn 4 chiều luôn. Mặc cực kỳ thoải mái này, mặc như kiểu mặc áo thun ấy mọi người. Ôi hiểu không? Mặc váy đi làm mà như áo thun thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Thoải mái hơn hẳn đúng không? Em này thì màu của nó là màu me, màu này thì cực kỳ đẹp rồi. Rất là tây này, tôn da này. Và thiết kế của nó thì nó là thiết kế dáng chữ A. Có một cái phần phối eo như thế này. Và nó là đóng cúc nhá mọi người. Váy này là váy đóng cúc này. Dáng tay kiểu hơi bồng nhẹ, cực kỳ điệu luôn. Họa tiết của nó thì ở trên bề mặt nó sẽ có cái phần in hình đó với tông màu xanh này. Trên vai thì có cũng có cúc đóng này, nhìn cho nó kiểu chảnh chảnh hơn một chút này. Đằng sau thì ở phần lưng có một chút chiết lưng để nhìn người nó thon gọn hơn. Nói chung là từng chi tiết, từng đường nét của mẫu váy này đều cực kỳ hoàn hảo đến cho mọi người luôn ý. Phần trước ngực thì được thiết kế dạng cổ chữ V nhưng mà vẫn phối với lại cổ Đức như thế này. Đó, hay ho không? mẫu váy này thì hiện tại đã có tất cả cơ sở Mega Fashion rồi. Tuy nhiên thì Mega Fashion mới khai trương một cơ sở mới nhất nha mọi người, là ở 41 Lê Văn Sĩ, thành phố Hồ Chí Minh. Nên là nếu mà mọi người ai ở thành phố Hồ Chí Minh mà gần Lê Văn Sĩ thì có thể qua đó, đỡ phải qua cơ sở khác xa hơn. Ngoài ra thì nếu mà mọi người muốn mua online thì chỉ cần để lại comment thôi là mọi người sẽ được free ship đến tận nhà luôn nhé.